Xin chào mọi người. Hôm nay mình mới có dịp để gửi lại cho mọi người cái clip mà mình đã ghép cái cây mít lần trước. Thì ở cây mít lần trước thì các bạn biết là mình ghép cách đây cũng hơn 1 tháng rồi. Nhưng mà do ở thời tiết ở miền Trung của mình thì ở Nghệ An, không biết là thời tiết này khá là lành cho nên cái chồi của nó bị hạp rất là lâu các bạn ạ. Đấy, thì các bạn thấy hôm nay cây mít này thì nó đã lên chồi ở đấy. Nhưng mà do thời tiết lành cho nên nó bị hạn rất là nhiều. Các bạn thấy ở đây nó hơi vàng vàng đấy, các bạn biết là do cái gì? Do sương mai các bạn nhé. Đấy. Đang lành. Thì có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình chưa đăng cái clip của cái cây mít này lên. Thực ra thì mình đang tính chơi cho cái cây này nó lớn và lúc nó ra đẹp thì mình mới đăng cái clip này lên cho các bạn xem. Tuy nhiên là để tránh một số bạn thắc mắc tại sao mình lại không đăng cái clip này, có phải là do cái mít mình ghép lần trước nó bị chết hay thế nào đó. Có nhiều bạn hoài nghi về cái điều này cho nên là mình hôm nay mình lại đăng clip này lên cho các bạn thấy. Thì như các bạn biết cây mít này thì khá là to. Nhưng mà sau một thời gian nữa mình sẽ cắt thêm một đoạn ở đây các bạn nhé. Nếu các bạn chưa một đoạn ở đây thì cái cây nó sẽ nuôi dồn lên cả trên này nữa, thì cái chồi này nó sẽ bị hãm nữa. Nên là trước mắt thì mình tại vì cây này nó chưa lớn, nó chờ nó lớn lên một chút nữa thì mình sẽ cắt thêm xuống một đoạn ở đây. Mình sẽ ưu tiên cho cây này nó dồn nó phát triển. Và trong quá trình hiện tại cây này nó đã bắt đầu lên chồi thế này thì các bạn phải quan sát xem. Nếu mà cái cây này nó đấy thì các bạn sẽ phải vặt các cái chồi phù nó lên ở xung quanh này các bạn vặt hết nhé. Các bạn chỉ chưa mỗi cái vị trí của cây này để nó dồn toàn bộ chất dinh dưỡng nó nuôi hai cái chồi này. Đấy các bạn sẽ thấy. Còn có nhiều bạn bảo là ghép cái cây mít như kiểu mình ghép thế này thì nó tỷ lệ của nó sẽ không sống nổi và nó sẽ chết. Nhưng mà mình nói với các bạn một điều nhé, nếu mà các bạn ghép bất kỳ một cái cây gì đó thì các bạn phải sau khi ghép xong quá trình mà các bạn ghép xong thì các bạn phải thường xuyên quan sát và theo dõi.